anh Tony ơi nhân viên làm đất YouTube được apply EIDL nhận 1.000 đô la free và được mượn tiền EIDL thật sự thì nó như thế nào đúng hay sai có người nhận được tiền rồi kìa người ta đồn trên mạng kìa mời các bạn theo dõi cái video để biết câu trả lời chính xác đó là đúng lực hay sai lực Hello quý vị và các bạn thân mến Tony xin chào mừng mọi người trở lại kênh của Tony nha Thì hồi sáng đến bây giờ làm coi như là Quên ăn quên uống bây giờ mới được tạm nghỉ giải lao Giờ mới vừa ăn trưa xong rồi các bạn hiện tại bây giờ là 5 phút nữa là 5 giờ chiều tại thành phố Houston tiểu bang Texas Hôm nay là ngày thứ bảy Để coi coi ngày 27 tháng 6 Làm từ sáng giờ 5 giờ chiều mới được ăn trưa đó các bạn rồi tôi này xin chào mừng tất cả mọi người trở lại kênh của tôi này nha thì sau khi mà mới ăn trưa xong thì tôi check cái uh, channel thì tôi này có rất là nhiều câu hỏi từ các bạn là như thế này các bạn hỏi như thế này à, anh Tony ơi à, 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 Hình như em nghe nói à, à, trên à, cộng đồng mạng đồn là ai là nhân viên làm w YouTube cũng được 1.000 à, free tiền EIDL và cũng được mượn, mượn tiền EIDL Uh, thật sự thì ra sao có đúng hay không vậy Anthony rồi uh, uh, ai làm nhân viên YouTube, uh, uh, up like cũng được nữa đúng hay không vậy Anthony thì tức là tôi nhận được rất là nhiều câu hỏi cái ý nghĩa cái meaning của nó gần gần giống như vậy đó các bạn thì nhiều lắm đó hả tôi này mới vừa <laughs> mới vừa trả lời xong những cái câu hỏi đó nhưng mà nhiều quá rồi tôi này trả lời hết kịp luôn rồi bây giờ thì tôi này xin làm một cái video này để chia sẻ lại với các bạn là như thế này rồi Trước nhất là mình sẽ giải thích cái chương trình cái chữ EIDL là gì Cái EIDL là cái cái chương trình của SBA Là cái chương trình mình nó cho gia gì thảm họa kinh tế Rồi Vậy thì Mình trả lời câu hỏi của các bạn như thế này Nếu ai làm W2 Mà apply á mà apply cho cái chương trình 1.000 đồng free này đó và mượn được tiền EIDL này đó thì nó như thế này nè các bạn chắc chắn các bạn sẽ có 1.000 đô la free và có thể các bạn được mượn tiền nhưng tính theo lực thì các bạn sẽ sai hoàn toàn và mình không biết lúc nào SBA nó sẽ audit và nó sẽ dịnh mình đó các bạn cứ bằng chữ dịnh đó các bạn hiểu chữ dịnh là gì dịnh tức là nó sờ gái mình hết các bạn đó là như thế này tại sao tôi này nói như vậy rồi bắt đầu mình sẽ đi vào chia sẻ các bạn nha Mình chia sẻ để coi coi cái nào đúng mình nên làm Và cái nào sai mình đừng nên làm Tại vì đừng vì một 000 đô la Hoặc là một cái số tiền mượn gì đó Mà mình có thể ảnh hưởng về sau trong tương lai Trong cuộc sống của mình ở trên cái đất Mỹ này Tại vì mình không biết được Trong tương lai mình có thể làm ăn Hoặc mình có thể cái gì đó Hoặc là tự nhiên đùng một cái Thì mình dính dáng tới cái tội khai gian với chính phủ Đúng không các bạn? Đó thành ra Tại vì cái SBA này là tiền của chính phủ Cho nên các bạn cẩn thận nha Hiện tại bây giờ á Thì SBA nó rất là busy Cho nên có thể nó không dịnh mình bây giờ Nó không sờ mình bây giờ Nhưng mà sau này nó sẽ sờ mình Rồi bây giờ nói dài dòng chứ bây giờ bắt đầu tôi thì sẽ đi vào chia sẻ đây Thì nó như thế này nè các bạn Thì Hiện tại bây giờ thì 1099 Và những người nào tự làm chủ Những người nào chủ doanh nghiệp Dưới 500 nhân viên nó tốn lợi á, thì sẽ có quyền apply cho cái chương trình EIDL này Để được 1.000 đô la free mỗi đầu người và được mượn tiền Thì khi mà các bạn mở lên cái application Thì các bạn sẽ nhìn cái câu hỏi đầu tiên, cái trang đầu tiên thôi Là mình tự biết mình có đủ điều kiện hay không đủ điều kiện Đúng không các bạn? Đó Nói cái trang đầu tiên thôi là mình tự hiểu liền Mình không cần phải đi dòng do tam quốc làm gì cho nó mệt thì các bạn nhìn hết những cái ô mà cái trang đầu tiên là người người ta nói như thế này bạn coi có bạn đang đứng ở cái vị trí nào trong cái ô nào trong những cái điều khoản này nếu bạn click một trong những cái ô này tức là bạn sẽ là người đủ điều kiện để apply cho cái chương trình EIDL này đó thì các bạn nhìn từ trên xuống dưới nó có bây giờ tôi này không nhớ cái đơn hiện tại bây giờ thì tôi này không nhớ rõ bao nhiêu cái ô sáu bảy ô bảy bảy tám ô vậy nó tóm lại là gì ha thì đa số những người mà tự làm chủ hoặc là nhà, 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 những người mà 1099 thì click vào cái ô số 3 à dạ yeah, cái ô số 3 rồi các bạn tìm hoài từ trên xuống dưới đi ngược đi xuôi xuôi đi ngược ngang phải trái tìm không ra cái chữ W2 đúng không đúng không chính xác chưa tức là các bạn nếu ai là nhân viên W2 tức là tìm hoài không thấy mình ở vị trí nào tìm hoài không thấy mình tức là mình không đủ điều kiện chính xác chưa các bạn nếu đúng theo lực tức là W2 không đủ điều kiện à ha vậy Vậy thì nếu các bạn cố tình các bạn click vào một cái ô nào đó Tức là các bạn tự làm sai Làm sai lực Đúng không các bạn? Chính xác chưa? Tức là mình đi ngược lại với lực pháp Thì dĩ nhiên khi mà các bạn click vào một cái ô nào đó Thì khi mà các bạn submit Thì hiện tại bây giờ cũng giống như Tony đã chia sẻ SBA nó rất là busy Nó sẽ không thể nào mà nó check các bạn liền được Thành ra nó thấy bạn submit cái application cho dù bạn click vào cái ô sai bạn là W2 nhưng mà có thể bạn click vào cái chỗ 1099 hay là tự làm chủ hay là sao em lôi hay cái gì hay... thì các bạn click vào đại rồi các bạn submit đi đúng không thì dĩ nhiên SBA hiện tại giờ mà nó nó đâu có khe nhìn thấy cái đơn bạn thì nó cứ gửi ngàn đô la thì cho bạn rồi hoặc là nó nhìn thấy cái income của bạn bạn khai là ba bốn chục ngàn hay là hai ba chục ngàn hay như á thì dĩ nhiên là nó cảm thấy đủ điều kiện thì nó gửi cái email về nó cho bạn mượn tiền eligible để borrow đúng không thì thành ra có nhiều người làm sai làm sai tiền sao thì dĩ nhiên cũng được 1 đô la và cũng được mượn tiền nhưng sau này khi mà mọi thứ nó lắng động xuống các bạn chính phủ nó sẽ audit mình không biết bao nhiêu phần trăm audit sau này nhưng mà khi mà người ta order thì nếu người ta sờ tới mình là mình sẽ bị trouble tức là mình đã bị sai lực mình cố tình mình làm sai lực tức là trên cái đơn không có mình mà mình tự động bỏ mình vô đó các bạn đó tức là ý của tôi này nói là gì tức là mình tự động bỏ mình vào đó tại vì w youtube nó không nằm trong cái list thì làm sao mà bạn điền được cái idl làm sao bạn được một ngàn free và mượn tiền đúng không thành ra mình tự bỏ mình vô thành những cái vị trí khác trên cái list đó đó là như vậy thành ra rất là nhiều bạn hỏi tôi này là anh tôi này ơi em làm đất youtube em có nên apply idl hay không em có nên apply để lấy một 000 free hay không hay là mượn tiền không thì theo như Tony thì nó thật chứ các bạn mình là đang sống ở mỹ mà một 000 đô la thì mình làm ra mấy hồi đúng không các bạn đúng không chính xác chưa thành ra một 000 đô la nó nhiều thì nó không nhiều mà nó nhỏ nó cũng không nhỏ nhưng mà mình có thể làm ra đúng không các bạn thành ra mình mình đừng vì một ngàn đô la mà mình ảnh hưởng tới tương lai cuộc sống của mình ở Mỹ các bạn nhé đó là lời khuyên chân thành của Tony thì các bạn hỏi thì Tony trả lời thôi tức là đừng nên apply những ai làm YouTube đừng nên apply EIDL để lấy một ngàn đô la free và mượn tiền EIDL tại vì cái đó là không đúng lực các bạn nhé không đúng lực đó là một lời khuyên chân thành từ Tony tại vì mình làm một cái gì cũng vậy hết các bạn trước nhất là mình đừng có vì một cái cái lợi nhỏ nhỏ trước mắt rồi mình để ảnh hưởng về sau đó các bạn nếu thật sự mà mình muốn thành công á thì mình phải làm một cái việc gì đó nó có lợi và nó lâu dài trong tương lai đó các bạn tức là không ảnh hưởng tới tương lai của mình nữa các bạn đó cái đó mới gọi là thành công các bạn nha chứ đừng vì một ngàn hiện tại trước mắt thấy mọi người làm một chín chín được một ngàn rồi mình cũng nhảy vô mình up like Để mình lấy 1 ngàn Nhưng mà sau này Mình không biết được chuyện sau này nó sẽ ra sao các bạn đó Đó là một cái lời khuyên chân thành, chân thành của Tony Tại vì có rất là nhiều bạn hỏi Cho nên Tony uh, mới làm một cái video này Để chia sẻ lại với các bạn Để mà ngăn chặn các bạn nào chuẩn bị up like Những bạn nào là nhân viên đốp youtube Mà chuẩn bị up like đó Thì Tony khuyên stop lại Đừng nên up like Đừng nghe những cái mà lời đồn đón ở trên cộng đồng mạng Rồi mình up like rồi Tức là khi mà các bạn nghe như vậy đó mà mình là người tự áp la tức là mình là người tự chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ không phải không phải mà tới chừng lúc đó rồi các bạn nói à, tôi nghe người ta đồ tôi nghe người kia nói tôi nghe người này nói thì luật pháp mà các bạn bạn nghe ai nói cái là cái chuyện đó của bạn nhưng mà mình là người tự làm sai mình là người ký tên trên cái giấy thành ra mình sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đó các bạn tức là người ta gọi là giấy trắng mực đen đó các bạn bút xa gà chết đó là như vậy thì nói tóm lại thì tôi này cũng khuyên các bạn là đừng nên các bạn nhé nếu thật sự ai làm nhân viên đốp youtube đừng nên apply cho dù các bạn nghe người nào đó nói là à, có một người nào đó người ta apply người ta được tiền được rồi thật sự là SBA nó nhận cái đơn thì dĩ nhiên rồi nó nhé coi hiện tại bây giờ là nó không rảnh để mở mắt ra điều tra đâu các bạn nhắm mắt lại đưa ngàn bạn rồi có thể là nếu nó cảm thấy anh đủ nó cho luôn mượn tiền, tức là nó nó cho các bạn mượn tiền chứ không phải là cho luôn. Tại vì Ideal là nó không có cái chương trình forgive nè, cho nên nó sẽ cho các bạn mượn tiền. Nhưng sau này đùng một cái nó giật mình lại nó thấy các bạn là w youtube thì mình hơi nguy hiểm các bạn nha Rồi thì sau vài phút Tony chia sẻ với các bạn một cái à, thông tin này nó rất là nhỏ nhưng mà nó cũng rất là coi như là quan trọng các bạn. Thì hy vọng là đây là nhà, cái câu trả lời của Tony dành cho tất cả các bạn nào mà đã hỏi Tony Tại vì tôi này không thể nào mà ngồi trả lời từng bạn được Tại nhiều quá Có rất là nhiều bạn tự nhiên ngày hôm nay hỏi về cái việc này Cho nên tôi này làm một cái video này nhanh gọn lẹ để chia sẻ lại với các bạn nha Rồi nếu các bạn nào thấy cái thông tin này nó hữu ích mà các bạn thấy là người cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở Mỹ này nên biết trong thời điểm này thì các bạn nhấn nút xe để mọi người cùng biết các bạn nhé. Tại vì đây cũng là một cái cách giúp đỡ cộng đồng của chúng ta. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. And see you in the next video. Và một lần nữa bạn nào chưa bấm nút đăng ký và bấm nút like và bấm cái bell cái chuông đó các bạn để nhận được những cái thông tin hữu ích mới nhất từ kênh của Tony thì các bạn đừng quên bấm nha. Bấm 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 bấm. Rồi. Bye bye and see you in the next video. Bye bye.